Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với nội dung của video ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề rất quan trọng để giúp bạn định hướng là bạn nên tập trung vào cái thị trường nào. Thưa các bạn, cái nội dung ngày hôm nay á sẽ cho chúng ta thấy được một cái thị trường mà nó có thể sẽ tạo ra rất rất nhiều triệu phú trong tương lai trong lĩnh vực tiếp thị liên kết. Thì thưa các bạn, tiếp thị liên kết nó vô cùng là rộng, nó cũng giống như ngoài đời sống của chúng ta, nó rất là rộng. Chính vì lý do như vậy, mỗi cá nhân khi mà chúng ta bước vào cái lĩnh vực tiếp thị liên kết này thì chúng ta cần phải tập trung và lựa chọn cho chính chúng ta một cái thị trường. Có thể là cái thị trường đó nó phù hợp với năng lực của chúng ta, phù hợp với sở thích của chúng ta, và nó có thể là một thị trường rất tiềm năng để giúp chúng ta có một cái hiệu quả tốt nhất khi chúng ta làm lĩnh vực tiếp thị liên kết. Thì thưa các bạn, chúng ta quay lại với lại đời sống thực của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có một cái thị trường ở ngoài đời thực mà nó cũng tạo ra rất nhiều triệu phú cho những người làm môi giới, cho những người làm môi giới. Thì các bạn đều biết đó là phố Wall, là một cái phố tài chính nổi tiếng trên thế giới. Và ở đó thì các bạn thấy rằng á là có rất nhiều người làm môi giới, đã từ những người mà mới bập bẹ bước vào nghề, từ những người mà trang giấy trắng, nhưng mà sau một thời gian làm môi giới ở phố Wall thì họ đã trở thành triệu phú. Bởi vì các bạn đều biết rằng phố Wall đó là một nơi gọi là sầm uất về tài chính trên toàn cầu, sầm uất về tài chính trên cầu. Và các bạn, nếu các bạn đã từng nghe cái câu chuyện đó là người đàn ông đó là sói già phố Wall, tên thật của sói già phố Wall đó là Jordan B. Ford, và là một người mà có một cái công ty môi giới phát triển rất là lớn, và khả năng bán hàng của B. Ford Jordan là vô cùng tuyệt vời. Và tôi là một người mà rất là may mắn là được học trực tiếp từ Jordan B. Ford trong vòng 2 ngày năm 2014. Năm 2014. Và thưa các bạn, thì chính ngài Jordan B. Ford là một biểu tượng, cho đời sống thực của chúng ta, đó là những người làm môi giới và đã trở nên rất thành công và tạo ra một sự giàu có rất là lớn. Và tuy nhiên, chúng ta hãy ánh xạ những cái của đời sống thực của chúng ta đó lên Internet. Đó thì chính là tiếp thị liên kết. Thực ra bản chất đó là những người môi giới á, trong đời thực của chúng ta á, thì khi chúng ta ánh xạ lên Internet thì đó là những người làm tiếp thị liên kết. Vậy thì chúng ta tiếp thị liên kết trong lĩnh vực nào? Thì mình xin tiết lộ với các bạn một cái thị trường mà trong vòng 3 năm qua bản thân mình cũng như là rất nhiều anh em đang còn làm cái thị trường này, và nó đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi. Đó là cái thị trường, đó là thị trường tài chính. Vậy thì thưa các bạn đều biết rằng trong cái thị trường tài chính ấy, thì nó bao gồm rất là nhiều mảng. Nó bao gồm cả thị trường chứng khoán, giao dịch, hay là vàng, hay là forex,
hay là vay mượn, hay lending, hay tất cả những thứ nào mà nó liên quan đến tiền bạc và cái thị trường, thì chúng ta hiểu nôm na đó là cái thị trường, đó là cái thị trường tài chính. Vậy thì tại sao là cái thị trường tài chính nhá, nó lại có thể giúp chúng ta làm tiếp thị liên kết mà có thể nhận được một cái hoa hồng lớn? Thì thưa các bạn như thế này này, với một khách hàng trong lĩnh vực tài chính ấy, thì nó khác với những khách hàng trong cái lĩnh vực khác. Ví dụ bạn đang còn phát triển một cái sản phẩm tài chính, chẳng hạn như ngày hôm nay bạn đang phát triển một cái sản phẩm tài chính, thì bạn hiểu rằng là cái khách hàng khi mà họ tham gia vào lĩnh vực tài chính đó thì cái số lượng tiền mà họ tham gia vào cái lĩnh vực tài chính đó, nó có thể từ những cái mức nhỏ nhất đến vô hạn. Có nghĩa là có thể có những khách hàng mà người ta tham gia vào cái sản phẩm tài chính đó là hàng trăm nghìn đô, thậm chí hàng triệu đô la, và thậm chí những con số còn lớn hơn như vậy nữa. Vậy thì cái khác biệt ở đây, đối với những cái ngách khác thì cái ngách tài chính là khách hàng người ta có thể tham gia với một số tiền lớn. Vậy thì khi mà khách hàng tham gia với một số lượng tiền lớn như vậy á, thì đó chính là lý do mà bạn nhận được một cái hoa hồng rất là lớn. Thì đó chính là cái sự khác biệt của một khách hàng. Đó chính là cái sự khác biệt của một khách hàng khi mà họ tham gia vào một cái sản phẩm tài chính như này. Vậy thì khi mà bạn làm tiếp thị trong lĩnh vực tiếp thị liên kết đó, trong cái ngách sản phẩm tài chính này ạ, thì điều đó đồng nghĩa với việc đó là bạn sẽ có cơ hội để bạn nhận được một cái hoa hồng cao hơn. Thì thưa bạn, để minh họa để cho các bạn rõ thì mình xin phép được kể những cái câu chuyện nó rất là thực tế như thế này này. Chẳng hạn là có những cái người mà họ làm trong lĩnh vực đó là lĩnh vực tài chính á, thì chúng ta thấy là ví dụ như là forex chẳng hạn này, forex đúng không ạ, forex này, hay là các bạn thấy là hay là bảo hiểm này, bảo hiểm này, hay là chúng ta thấy chẳng hạn như là sàn giao dịch này, sàn giao dịch này, rồi chúng ta thấy là chẳng hạn như là sàn giao dịch đúng không ạ, các nền tảng này cho vay này, các nền tảng cho vay, nền tảng này, vay mượn, vay này. Thì thưa các bạn, có rất nhiều các sản phẩm khác liên quan đến lĩnh vực tài chính này. Vậy thì thưa các bạn, ví dụ như là cụ thể là đối với sàn giao dịch này đấy, các bạn đối với sàn giao dịch này, đặc biệt là những cái sản phẩm sàn giao dịch mà liên quan đến lĩnh vực chẳng hạn như là tiền kỹ thuật số, thì ví dụ như là có những người chẳng hạn như họ chỉ thu hút được 1.000 user, có nghĩa là họ chỉ có 1.000 khách hàng, họ chỉ có 1.000 khách hàng khi tham gia vào sàn giao dịch này, nhưng mà họ đã tạo ra được, thưa các bạn, là hàng trăm ngàn đô từ 1.000 khách hàng này. Hàng trăm ngàn đô này chính là hoa hồng. Hàng trăm ngàn đô này chính là hoa hồng. Vậy thì các bạn phải hiểu rằng tại sao 1.000 trong 1.000 user này á mà chúng ta lại có thể là thu về đó là hàng trăm ngàn đô tiền hoa hồng này, mà đây là hoa hồng này. Đây là hoa hồng. Vậy thì các bạn phải hiểu là trong 1.000 khách hàng đó sẽ có những khách hàng mà họ đã giao dịch với số lượng tiền rất là lớn, hàng triệu đô la. Và đó chính là cơ hội mà những người làm tiếp thị liên kết trong cái ngách tài chính này, họ nhận được hoa hồng rất là cao.
Ngoài ra trong cái thị trường tài chính này nó cũng rất đa dạng, tức là trong lĩnh vực forex hay là bảo hiểm hay là sàn giao dịch hay là các nền tảng cho vay hay là các nền tảng các sàn phi tập trung. Và thưa các bạn, thì trong cái lĩnh vực này ngày hôm nay á, thì các bạn thấy là cái dòng tiền, tức là dòng tiền mà đi qua lĩnh vực này này, dòng tiền đi qua lĩnh vực này nó rất là lớn, nó rất là lớn. Và chính vì lý do như vậy thì tôi thấy rằng, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng đây là một cái ngách thị trường mà bạn nên để ý, và có thể nó sẽ phù hợp với bạn, có thể nó sẽ phù hợp với bạn. Và cụ thể từng thị trường như thế nào thì sau này tôi sẽ có những cái buổi chia sẻ sau để các bạn hiểu rõ hơn.